Hello, xin chào tất cả các anh chị trên conference call. Thì chúng ta lại là ngày thứ hai các anh chị, ngày thứ hai đầu tuần. Ngày hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016, và bây giờ là vào đúng cái giờ conference call hội thoại Nu Việt như thường lệ các anh chị. Bây giờ là 7 giờ tối giờ ở miền Tây Hoa Kỳ như là California, cũng như là 8 giờ tối giờ ở Utah, Colorado giờ Mountain Time. 9 giờ tối giờ Central Time ở Chicago hay là Texas, cũng như là 10 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, New York, Florida. Thì như thường lệ là chúng ta có cái chương trình hội thoại Nu Việt bắt đầu lại mỗi ngày trong tuần các anh chị, mỗi ngày đều đặn từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng đêm, vào giờ này chúng ta có 1 tiếng đồng hồ ở nhiều đề tài khác nhau. Thì Quế rất là vui là mỗi một tuần lên đây để mà chia sẻ với các anh chị vào ngày đầu tuần các anh chị. Ngày thứ hai là ngày đầu tuần khởi đầu cho một tuần mới, đặc biệt rất là excited, rất là phấn khởi là chúng ta vừa xong cái America's Convention. Rất rất là nhiều anh chị trở về từ cái conference America Convention vừa qua ở Utah, gặp gỡ rất là nhiều anh chị, cũng rất là vui có dịp gặp gỡ các anh chị ở đó. Thì trước hết, để mà chúng ta trước khi bắt đầu vào cái chương trình ngày hôm nay, cái đề tài của chúng ta đó các anh chị, cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta làm gì sau cái America's Convention này cho bản thân của mình, cho cái kinh doanh Nu Skin của chúng ta, cũng như là cho hệ thống của chúng ta, dành cho những anh chị nào mà đã vào đây một thời gian và có cái đội nhóm của mình. Thì đó là cái đề tài ngày hôm nay các anh chị. Thì trước khi mà vào cái chương trình thì Quế cũng xin nhắc lại đó là mình có 3 cách để mà chúng ta vào nghe cái chương trình kho ngày hôm nay, để mà các anh chị vẫn có thể là nhắn gửi những các anh chị khác để mà vào nghe cái chương trình kho này, cũng có thể là chúng ta cùng chia sẻ với nhau, cùng đặt câu hỏi, để mà nếu mà có những gì mà chúng ta cùng có thể là cùng kết nối với nhau các anh chị. Thì cái cách thứ nhất á, là dễ để mà các anh chị theo dõi và hiện nay rất là tiện lợi đó, là trên Facebook Live các anh chị. Đường link là ngay trực tiếp vào cái trang Facebook của Quế ha, là facebook.com/Quế.Nguyễn các anh chị. Thì đó là cái cách thứ nhất chúng ta vào cái chương trình kho ngày hôm nay. Thì để mà Quế mở cái flyer ra để các anh chị. Thì cái cách thứ nhất á, là như Quế để trên cái Facebook Live đây á, là cái đường link là www.facebook.com/Quế.Nguyễn các anh chị. Và cách thứ nhì đó các anh chị gọi điện qua số điện thoại hội thoại Nu Việt của chúng ta, cái số quen thuộc là 857 216 6700 và số code là 337231. Thì đó là cái gọi qua nghe qua điện thoại các anh chị. Và cái cách thứ ba đó là các anh chị có thể nghe từ trên radio Nu Việt Radio qua đường link á, là www.nuvietradio.com. Thì đó là ba cách để mà các anh chị có thể vào cái chương trình hôm nay ha. Rồi thì đó là cái phần chúng ta nhắn gửi như vậy. Thì cũng khuyến khích các anh chị là nhắc nhở nhiều anh chị khác vào để mà chúng ta cùng chia sẻ trên call ngày hôm nay. Thì từ từ Quế cũng thấy rất là nhiều anh chị gọi điện vào, rất là vui. Các anh chị vẫn rất là đều đặn để mà vào nghe cái chương trình call, là một phần của cái công việc mình làm hàng ngày để mà gắn bó với công việc kinh doanh này các anh chị. Rồi, tiếp theo á, là nhân đây Quế cũng xin dành ra một vài phút để mà giới thiệu một chút xíu về bản thân của Quế, đặc biệt là dành cho những anh chị mà Quế chưa có dịp quen biết các anh chị, để các anh chị biết thêm người trình bày, người chia sẻ trên call thường ngày vào ngày thứ hai là ai. Thì Quế tên đầy đủ là Quế Nguyễn các anh chị. Hiện tại thì Quế sinh sống ở ngay miền Nam Cali, ở quận Cam, Orange County, ở gần cái khu vực Lido Sài Gòn, là thủ phủ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại các anh chị. Thì hiện nay đó là Quế cùng làm cái công việc kinh doanh này với mẹ ruột của mình. Mẹ của Quế tên là Emmy Ngô. Hiện làm cũng là một người làm trong lĩnh vực là về địa ốc các anh chị. Thì Quế và mẹ là vào làm cái công việc kinh doanh này đến nay là hơn 2 năm rưỡi một chút xíu. Thì và một cái dịp rất là tình cờ được nghe chia sẻ về cơ hội này, và nhìn lại thì mình cảm thấy rất là trân quý, và mỗi ngày đều cảm ơn cái người mà giới thiệu cái cơ hội này với lại Quế và mẹ. Thì
Sau một thời gian tìm hiểu thì hai mẹ con chính thức là bắt tay vào làm công việc này và theo rất là sát cái đường hướng của công ty cũng như là của hệ thống. Trong cái hệ thống One Team Global mình có cái system để mà mình làm cũng như là theo rất là chặt những cái bước đi của những người top leader người Việt thành công đi trước để chỉ dẫn mình làm như thế nào. Thì Quế và mẹ cũng rất là vui là mình thấy được cái công sức và cái thời gian mình bỏ ra cho cái cơ hội này, cho cái công việc kinh doanh này rất là xứng đáng các anh chị. Thì là sau 2 năm làm cái công việc kinh doanh này thì là hai mẹ con đạt được là 4 chuyến tưởng thưởng liên tiếp và đạt được cái vị trí hiện nay là Blue Diamond. Thì hiện nay thì Quế là hoàn toàn full time với công việc kinh doanh này và sau 1 năm 4 tháng làm đó thì là Quế đã quyết định là đồng hành với cơ hội này 100% các anh chị và rời bỏ cái công việc làm ngày xưa của mình đó là về làm quản lý những cái dự án ở bên software tư vấn về các cái kỹ nghệ Microsoft cho những cái tập đoàn lớn. Thì đó là một chút xíu về bản thân của Quế với những anh chị mà Quế chưa có dịp quen biết và cũng rất là mong có dịp để mà gặp các anh chị trong một ngày rất là gần. Rồi thì mình nói về cái chương trình ngày hôm nay á, là cái đề tài là làm gì sau America's Convention. Thì như rất là nhiều anh chị biết là chúng ta cuối tuần vừa qua đó chúng ta có một cái chương trình rất là lớn và hoành tráng do công ty tổ chức 2 năm một lần các anh chị, mình gọi là cái chương trình hội thảo mà ở khu vực châu Mỹ. Thì công ty của mình là công ty toàn cầu, có rất là nhiều châu lục ở khắp 54 nước hiện nay. Thì là bây giờ chúng ta có cái chương trình ở America's Convention ở cuối tuần vừa qua. Thì để mà trước khi mình nói chuyện thêm á thì Quế cũng muốn các anh chị interact thêm một chút xíu với Quế nha. Những anh chị nào mà ở trên call đó, anh chị nào mà có về Utah những ngày vừa qua và tham dự cái chương trình America's Convention này đó thì các anh chị có thể bấm số 5 và dấu hoa thị để cho Quế biết một chút xíu được không? Các anh chị cùng tham gia với Quế nha, để Quế xem coi trên kho ngày hôm nay đó là có bao nhiêu anh chị ở trên kho và để mà vừa dự cái chương trình America's Convention, các anh chị có thể tham gia một chút xíu, bấm số 5 và dấu hoa thị để cho Quế biết ha. Ok, xin mời các anh chị để Quế trên xem coi là có anh chị nào bấm số 5 và dấu hoa thị không ha. Ok, không thấy anh chị nào hết, có nghĩa là trên kho của chúng ta không có ai vừa về từ America's Convention hả? À, trước hết Quế nghĩ là các anh chị trên kho vẫn còn nghe Quế phải không? Hello. Hello, chào chị Thiên Nga Lê ở trên Facebook Live. Chào chị Linda nè, ở trên Facebook Live. Chào chị Nga, chào chị Vân. Rồi, ở trên Conference Call có anh chị nào vừa đi America's Convention về hay không? Các anh chị bấm số 5 và dấu hoa thị ha. Quế vẫn thấy có càng ngày càng có nhiều anh chị gọi vào, có nghĩa là trên Conference Call vẫn còn nghe Quế nhưng mà như là trên kho ngày hôm nay cũng rất là ngạc nhiên các anh chị là không có anh chị nào về từ America's Convention hả? Vậy thì là có thể là cái kho này hy vọng là Quế chia sẻ những cái thông tin mà Quế biết được từ convention để mà các anh chị có thể nắm bắt được theo tình hình cũng như là các anh chị Quế thấy có một số anh chị Quế nhận ra đó là có về đó từ America's Convention. Chào chị Vân. Rồi mà không có ai tham gia hết. Ok. Ok, bấm số 5 và dấu hoa thị nha các anh chị. Quế không có gọi các anh chị chia sẻ gì đâu, chỉ là để biết á, để mà mình có thể là xem coi là nếu như mà phần lớn trên kho những anh chị nào mà về rồi đó thì cái kho mình sẽ nói một số cái thông tin nó vắn tắt lại để mà mình trao đổi về cái ok mình sẽ làm gì sau cái conference sau cái America's Convention này. Mà nếu mà hầu hết trên kho các anh chị đều không có thu xếp về được á thì mình sẽ dành thêm một số thời gian để mà chia sẻ với các anh chị về nội dung mà Quế ghi chép được từ cái chương trình conference call từ cái chương trình America's Convention ha.
Ok, rồi như vậy thì mình vào đó, cái thứ nhất á là như một số anh chị biết là cái nơi nào để mà chúng ta có thể nắm bắt được thông tin các anh chị, thì trước hết Quế cũng muốn xin chia sẻ, đặc biệt là chúng ta có trên đây là Facebook Live á, thì Quế cũng muốn xin chia sẻ một chút xíu những cái ở trên Facebook chúng ta có những cái trang gì để mà chúng ta có thể nắm bắt kịp được cái thông tin đó các anh chị. Thì chờ Quế một chút xíu nha. Ok, giờ Quế chuyển qua ha. Thì trước hết các anh chị là Quế cũng muốn anh chị là những cái trang chính ở trên Facebook của công ty đó, để mà các anh chị cũng có thể nắm bắt được thông tin cũng như là cái trang Nu Việt Americas của chúng ta đó. Chờ chút chút xíu ha. Ok, thì trước hết các anh chị Nu Skin thì mình cũng có rất là nhiều trang. Thì cái trang trước hết đó là ở Bắc Mỹ các anh chị, thì cái thị trường Bắc Mỹ thì mình có một cái trang mình gọi là Nu Skin North America đó, thì các anh chị cũng có thể lên đây để mà xem những cái thông tin để mà mình có thể cập nhật được những thông tin gắn liền với công ty đó. Thì như các anh chị mở ra ngày hôm nay thì là có cái video về cái sản phẩm mới nhất mà công ty vừa cho launch ra ngay trong cái America's Convention là Pure Lip đó, là một cái giống như là nước uống có cái energy đó các anh chị, cho mình thêm cái năng lượng đó. Thì là đó là cái Pure Lip, là nó giống như một cái bịch những cái powder đó để mà mình trộn vô vào nước để mà mình lắc lên mình uống, rất là tốt các anh chị, rất là giúp cho mình có được cái năng lượng ngay lập tức. Rồi chúng ta sẽ đi xuống đây, thì ví dụ như mình thấy là công ty cũng để lên một cái video clip để mà highlight lại những cái chính xảy ra trong cái America's Convention, thì đó cũng là những cái nơi mà mình nắm bắt được thông tin rất là tốt. Thêm vào nữa là ở trên đây cũng là có cái video về cái chuyến success trip kế tới mà chúng ta sẽ được đi vào năm sau các anh chị, vào tháng 8, tháng 9 năm sau, thì trên đây cũng có một cái đoạn video clip nhỏ. Thì đó là những cái thông tin rất là hữu ích cho chúng ta các anh chị. Thì đó là trên cái trang là Nu Skin North America các anh chị ha. Rồi tiếp theo là một cái trang coi như thu gọn lại hơn một chút xíu, và những cái đề tài nó đi coi như là cụ thể hơn một chút á, là về về cái công việc mà mình làm, về những cái chính sách trả thưởng, hay là về những cái vấn đề chung quanh về bên bộ phận distributor các anh chị. Thì cái trang này á mình gọi là cái trang Nu Skin USA Business Group. Thì các anh chị vào mỗi cái trang này, các anh chị vào đánh có thể đánh vào cái chỗ search đó, Nu Skin USA Business Group, để mà mở ra cái trang này. Và các anh chị chỉ có đơn giản là click vô cái chỗ join ở đây nè các anh chị, để mà mình join vào cái group này, để mà mình nhận được những cái thông tin, để mà mình nắm bắt được cái thông tin. Thì ví dụ như là ở đây là có những cái thông tin rất là hay. Có ví dụ như một số anh chị hỏi cái câu hỏi là có em bé thì có uống được cái Pure Lip hay không, rồi những cái chính sách trả thưởng đồ này nọ. Thành ra là đây cũng là một cái trang rất là hay để mà các anh chị có thể vào xem. Ví dụ như là 2017 quay live, 2017 success trip announcement trong cái chương trình America's Convention. Kế tiếp là dành cho người Việt của chúng ta các anh chị, với cũng rất là highly recommend đó, là rất là khuyến khích các anh chị cũng vào subscribe, like cái trang của người Việt của mình Miss. Thì trang này thì đương nhiên là bằng tiếng Việt ha. Thì các anh chị vào đây thì xem cập nhật những cái thông tin trang này là được các anh chị account manager của chúng ta như là Vũ nè, Trixie, rồi Hailey, rồi Mơ Phan đó, là những cái người account manager rất là quen thuộc với lại các anh chị đó. Thì họ họ cũng rất là đều đặn và thường xuyên á thông báo những cái thông tin chính. Ví dụ như là hôm nay thì đã mở để lên cái chương trình conference call hàng ngày, hàng tuần á, vào sáng thứ ba về chương trình là account manager call, thì là có cái thông báo là ngày mai không có, để mà các anh chị lưu ý đó. Thì là mình lên đây là những cái thông tin mà các anh chị có thể xem. Có thể là với một số anh chị thì là sử dụng cái trang này nhiều hơn, bởi vì là nó là bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta đó.
thì cũng có ở đây là tất cả những cái thông tin mà chung của công ty thì là trang này dịch ra tiếng Việt cho chúng ta các anh chị. Ví dụ như hồi nãy với có show với các anh chị là cái trang Nu Skin North America đó, là có cái video về sản phẩm Pure Lip thì ở đây là viết bằng tiếng Việt các anh chị và share từ cái trang Nu Skin North America như thế này. Thì là các anh chị vào cái trang này cũng là một cái trang rất là hữu ích cho các anh chị ha. Cái trang mà mình có tiếng Việt là sản phẩm Pure Lip đồ này nọ thì đó là rất là hữu ích các anh chị. Thì đó là ba cái trang mà mình gọi là của công ty. Rồi bên cạnh đó là các anh chị vào cái trang như chúng ta là một đại gia đình lớn của Nu Việt đó, thì mình biết Nu Việt nó có nhiều cái châu lục khác nhau, thì mình tập trung vào Nu Việt America. Thì các anh chị cũng vào đây join cái group này để mà xem được những thông tin và cũng có thể tham gia vào post hoặc là comment như thế nào đó, thì chúng ta cũng có rất là nhiều thông tin hữu ích ở trên đây các anh chị. Rồi thì đó là mình nói là mình tận dụng Facebook để mà mình nắm bắt thông tin cập nhật cho chúng ta, cũng như là những cái thông tin nào mà mình thấy quan trọng cho đội nhóm của mình cũng có thể là sử dụng để mà thông báo cho đội nhóm để mà tất cả chúng ta đều cập nhật. Bởi vì chúng ta biết là với cái lượng thông tin rất là nhiều và với rất là nhiều việc rất là nhiều cái xảy ra các anh chị, thì là chúng ta cần cập nhật, cần biết nắm bắt hàng ngày, ít nhất là một lần một ngày các anh chị, để mà mình có thể là up to date và không có bị out of date hai các anh chị ha. Rồi thì đó là một số tận dụng cái chương trình của trên Facebook để mà mình có thể nắm bắt thông tin. Rồi thêm vào đó là công ty của chúng ta thì lâu lâu cũng có email của chúng ta các anh chị, thì công ty cũng có gửi những cái thông tin, ví dụ như là những cái thông tin quan trọng nè, những cái promotion rồi này nọ, thì lâu lâu các anh chị cũng chịu khó check cái email của mình để mà nắm bắt được những cái thông tin đó ha. Rồi thì mình trở lại America's Convention các anh chị, thì đó là cũng là một số cái là đặc biệt là dành cho những anh chị mà không có thu xếp được đi vào những ngày vừa rồi đó, thì các anh chị cũng có thể theo dõi thông tin ở trên đó, cũng như là thông tin của những người trong hệ thống của mình, những người upline hoặc những người sideline cùng địa phương của mình đó, những người mà mình làm việc thường xuyên chặt chẽ đó, thì họ cũng có thể là cũng đã gửi những cái thông tin đó truyền đạt cho các anh chị rồi. Thì đó là một số cái điều mình lưu ý là như vậy. Thì đây là còn với những cái anh chị mà đi thì tôi cũng mong là tôi nghĩ là phần lớn các anh chị đều đã cũng có ghi chép lại hoặc là lưu lại hoặc là ngay cả recording những cái bài trình bày, những cái bài thuyết trình hoặc những cái thông tin gì đó mà mình cảm thấy là quan trọng cho bản thân của mình. Khi mình đều được một cái cặp với các chị ha, trong đó là có cuốn sổ rồi có rất là nhiều cái để mà mình lưu lại. Thì Quế highlight lại một số cái phần chính khi mà mình nói làm gì sau cái America's Convention á, thì Quế nghĩ là trước hết là mình nên tóm tắt ý chính gì mà mình lưu ý, rồi sau đó mình sẽ nói ok như vậy thì cái phần actions của mình sau đó là như thế nào. Ok rồi, Quế vẫn khuyến khích nha, các anh chị nào ở trên conference call mà đã đi dự vừa rồi, có đi dự cái chương trình America's Convention đó, các anh chị bấm số 5 và dấu Hoa Thị nha. Ok, các anh chị bấm số 5 và dấu Hoa Thị nha. Ok, rồi Quế vẫn trông chờ xem có bàn tay nào giơ lên hay không. Mặc dù Quế có nhận ra, có một người rất là cảm ơn chú Lưu ở Houston đã coi như là coi như là cho biết là chú đã về. Thêm vào rất là khuyến khích những anh chị khác nha. Các anh chị bấm số 5 và dấu Hoa Thị để mình biết ở trên kho ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu anh chị vào và đi dự cái chương trình America's Convention vừa rồi. Ok, rồi mình trở lại nè, một số cái điểm chính mà Quế ghi chép được từ cái chương trình America's Convention, phải nói là cái chương trình lần này á, là rất là hay các anh chị. Quế nói là thật là tiếc cho những anh chị nào mà không thu xếp được về. Với bản thân của Quế thì đây là cái America's Convention lần thứ nhì mà Quế đi. Lần đầu tiên là 2 năm về trước các anh chị, cũng vào khoảng thời gian này là năm 2014. Thì lần đó cũng là Quế cũng là vào cái cũng là mới hơn bây giờ các anh chị, chỉ mới là bắt đầu cái công việc kinh doanh này là 10 tháng thôi. Thì là đi cái chương trình đó, có thể là lúc đó mình mới là một phần nè, và có thể là mình chưa có nhiều cái kinh nghiệm để mà đi những cái sự kiện lớn á.
Lần này đi thì Quế cảm thấy hài lòng hơn rất là nhiều, từ cái tổ chức có quy mô hơn của công ty cũng như là nội dung rất là phong phú, và cái thời điểm của mình bây giờ đó các anh chị, nó mở ra cho mình rất là nhiều cơ hội tốt hơn gấp gấp mấy lần 2 năm về trước các anh chị. Thành đó là một cái dấu hiệu rất là tốt. Thành ra là mình thấy như vậy là một cái điểm coi như là rất là một cái nguồn động lực tiếp tục cho mình để mà mình hăng hái, mình phấn khởi tiếp tục đi trên cái con đường này, bởi vì cái chương trình America's Convention vừa qua phải nói là quy mô và hành tráng nhiều hơn là 2 năm trước rất là nhiều các anh chị. Rồi tiếp theo ha, thì là một số cái phần chính mình biết được các anh chị. Cái thứ nhất là mình biết được cái thông báo là cái chuyến success trip kế tiếp mình đi sau Panama là gì. Rất là exciting các anh chị. Một số anh chị với cảm nhận được là khi mà công ty announce live ở vào cái buổi sáng ngày thứ sáu các anh chị, thì coi như là cả hội trường ai nấy cũng đều vỗ tay, ai nấy cũng đều hoan hô, bởi vì là chúng ta sẽ được đi Iceland các anh chị. Iceland là một cái nước ở Bắc Âu, đó là ở Iceland là rất là một cái nơi mà là rất là hấp dẫn các anh chị. Thành ra là kỳ này là mình biết là rất là nhiều anh chị rất là hồ hởi để mà có thể là mình đạt được những cái tiêu chuẩn để mà đi được cái chuyến success trip này sau Panama. Thì một số thông tin ở đây cũng muốn show với các anh chị đó là chúng ta các anh chị của mình đó, mình vào cái account của mình các anh chị, khi mà mình vào cái office của mình đó, thì ở dưới đây cái chỗ promotion incentive các anh chị có thể click vào cái chỗ success trip đó để mà các anh chị có thể biết thêm những cái thông tin về cái chuyến success trip này là như thế nào ha. Thì ở đây mình có rất là nhiều cái thông tin. Cái ngày đi của chúng ta đó là ngày các anh chị ghi xuống ha, ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 là các anh chị. Ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 năm sau, năm 2017. Và theo cái chu kỳ business thường lệ của công ty á, là mình có là bắt đầu, mình đang bắt đầu cái chu kỳ 6 tháng các anh chị. Là từ đây cho tới cuối tháng 3 năm sau là mình phải đạt được hết những cái tiêu chuẩn, tùy theo là mình đang ở cái bước tiến của mình như thế nào ở cái công việc kinh doanh này, thì mỗi một anh chị tùy theo cái tiến triển của chúng ta sẽ có những cái điều kiện cụ thể như thế nào đó. Thì đó là cái ngày các anh chị, thì hy vọng là rất là nhiều anh chị coi như là mình đặt được, mình biết được như vậy, mình block được cái lịch của mình để mà chuẩn bị cho cái chuyến success trip này ha. Rồi mình xuống theo là mình có những cái chương trình trip highlights, mình có thể là ở trên đây các anh chị ở cái ngôn ngữ đó chúng ta cũng có thể, không có chưa có thử lại cũng không biết, mình có thể xem coi là mình xem được tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Hoa hay là tiếng Spanish cho cái này hay chưa. Rồi chúng ta xuống đây chúng ta có cái chương trình trip highlights các anh chị xem để mà mình tìm hiểu thêm là mình sẽ được những cái tưởng thưởng như thế nào và cái chuyến trip này. Chưa gì là thấy là rất là quy mô, rất là sang trọng các anh chị. Rồi mình sẽ được rất là nhiều, ở trên đây cũng có cái video về cái success trip announcement cũng như là có cái nhiều cái wallpaper các anh chị, mình có thể download xuống để mà mình làm thành những cái hình là cái động lực cho chúng ta nhìn vào đó hàng ngày hay như thế nào đó. Rồi tiếp theo á là cái requirements và qualification, thì đây Quế sẽ không có đi vào chi tiết, thì các anh chị cũng có thể vào đây xem và có thể có những cái câu hỏi gì đó thì các anh chị hỏi cái người apply gần nhất của mình, người Ruby Plus apply hay là Blue Diamond apply, hay là các anh chị có thể gọi điện hỏi hoặc là viết email hỏi cái người account manager của mình, nếu các anh chị từ executive trở lên ha. Thì mình cũng có cái qualification calendar nè. Là cái tháng nào hay như thế nào đó là bằng tiếng Việt mình có nè, ví dụ như mới mở ra cái này bằng tiếng Việt ha, thì mình xem coi như thế nào đó, cái này là bằng tiếng Việt đây. Ủa mà nó chưa có dịch ra hay sao, chưa thấy nó dịch ra, thì có gì thì mình sẽ hỏi lại cái người account manager đó. Thì đó là từ như thế nào là có những cái tiêu chuẩn gì, thì đó là cái chính là như vậy. Rồi thì là mình có những cái điều kiện như vậy các anh chị, thì đó là về cái success trip Iceland rất là exciting. Thì tiếp đó là mình nói về mình làm gì sau cái America's Convention này, thì mình xem lại đương nhiên cái goal của mình á là nếu mà ở đây mà mình nói là mình vào cái cơ hội kinh doanh này mình làm mà với cái gọi là business mindset, thì đương nhiên là những cái chu kỳ kinh doanh này á, là
một cái kim chỉ nam rất là tốt để cho các anh chị có thể là từ đó đặt những cái chỉ tiêu hoặc là đặt những cái gọi là cái set goal đó, cái gọi là đặt ra mục tiêu của mình á, nó sẽ dễ dàng hơn. Và nó có, tại vì cái mục tiêu là gì? Mục tiêu là gồm những gì mình muốn và cái thời khi nào mình muốn đạt được nó. Thì cái chuyến success trip này là một cái kim chỉ nam rất là tốt, và bản thân của Quế và mẹ đó là đã từng trải qua, thành ra biết được là nó giúp ích cho mình rất là nhiều trên cái con đường mình làm cái công việc kinh doanh này. Thành ra là như vậy thì cái bước kế tiếp là các anh chị biết là mình xem kỹ những cái điều kiện của cái Ascent Success Trip, và mình xem coi là mình cần làm gì để đạt được những cái điều kiện đó, mình đặt ra là chỉ tiêu như thế nào các anh chị. Thì đó là cái thứ nhất, là cái highlight thứ nhất từ cái chương trình America's Convention này, là mình biết là mình đi đâu vào mùa thu năm sau các anh chị ha. Và cái điểm đích của mình đó là Iceland. Thành ra là bây giờ là mình Iceland for free ha. Rồi cái kế tiếp nữa các anh chị, một cái highlight kế tiếp, như những anh chị nào mà có, để có xem coi trên call đã có những anh chị nào khác bấm số 5 và dấu hoa thị chưa ha. Càng ngày càng có nhiều anh chị vào call nghe các anh chị, đó là một cái điều rất là vui. Nhưng mà vẫn chưa thấy nhiều anh chị cho biết là có đi America's Convention cuối tuần vừa qua. Vậy thì mình tiếp tục ha. Rồi tiếp theo á, những anh chị nào mà đi á, thì các anh chị cũng sẽ thấy một trong những điều mình thấy càng ngày càng gọi là popular các anh chị, càng ngày càng nhiều, đó là mình nói về cái social media. Social media có rất là nhiều huấn luyện về social media, làm sao để mà tận dụng được social media để giúp cho mình làm cái công việc kinh doanh này, mở được cái coi như là nói chung là mở ra được nhiều thêm để mà chúng ta attract thêm nhiều người, để mà từ đó mình có thêm nhiều cái người prospect các anh chị. Mình gọi là mình được học về attraction marketing, học cái cách làm sao tận dụng được social media như thế nào để cho những cái người trên social media, cái mình tận dụng làm sao để mà mình leverage được là cả hàng tỷ người dùng cái social media, để mà mình như thế nào đó để mình stand out ra được và mọi người chú ý tới mình và coi như contact mình, đặc biệt là những người mà có cùng cái interest với mình và người ta đang tìm kiếm một cái gì đó mà khi người ta đọc cái trang Facebook của mình, người ta cảm thấy link được và người ta cảm thấy một cái gì đó hứng thú và người ta feel được là mình có thể offer cho người ta một cái giải pháp cho cái mà người ta đi tìm. Thì mình học được rất là nhiều điều hay các anh chị, có rất rất là nhiều cái bài huấn luyện cũng như là bài trình bày hay về social media. Thành ra là những anh chị nào mà đang có cái hướng về social media đó, thì đây cũng là một cái rất là hay để mà các anh chị học hỏi và nghe lại. Bản thân của Quế thì cũng có record lại qua Facebook Live một số cái training, các anh chị cũng có thể lên trang của Quế để mà nghe lại, hoặc là hỏi cái người upline trong hệ thống của mình, hoặc là những anh chị cùng trong trong team á, để mà mình coi là mình có những cái nghe lại những cái bài đó hay không. Và Quế nghĩ là công ty trong những ngày sắp tới đây, cũng như những cái chương trình lớn lúc trước đó, họ cũng sẽ publish ra những cái recording đó. Thành ra các anh chị đón xem để mà mình học hỏi thêm. Cái đó cũng là một cách mình học hỏi rất là tốt. Ngay cả mình có đi dự đi nữa đó, mình xem lại cũng là một cái để giúp cho mình có thể là ghi chú lại và xem đi xem lại, để mình có thể thực hành áp dụng cái cách nào đó để mà phù hợp với mình tận dụng social media. Và ngay cả bản thân của công ty Nu Skin, mình thấy là công ty cũng đang đầu tư rất là nhiều về social media để mà cũng có thể theo kịp thời đại in a way các anh chị. Là một số công ty khác họ cũng tận dụng thời đại này, mình nói là social business phải không, thì mình thấy được đó là càng ngày càng có cái đường hướng là mình tận dụng cái social media đó. Một trong những cái mà Quế nhớ nói chung á, là trên call này thì Quế sẽ không lặp lại từng cái chi tiết một, tại mình không có đủ thời gian. Nhưng mà cái chính yếu nhất á, là mình học cái cách làm sao để mà mình cải thiện cái trang Facebook của mình để được attractive hơn, nhắm vào cái đối tượng như thế nào để mà mình có thể tận dụng social media để mà attract người vào trong cái với chúng ta, và từ đó mình follow up với họ như thế nào các anh chị. Mình xem những cái like, những cái comment, cái cách thức mình follow up với những người đó để mình chuyển từ cold market qua warm market như thế nào. Thành ra là một cái điều cũng là một cái khía cạnh để mà mình ghi chú là về cái phần social media được nhấn mạnh rất là nhiều ở trong cái America's Convention vừa qua. Rồi cái kế tiếp
là những cái thông báo về những cái sản phẩm mới sắp ra đời các anh chị. Thành ra nó cũng rất là excited, có rất rất là nhiều sản phẩm mới. Bên cạnh cái sản phẩm chủ lực một chút nữa mình sẽ nói đó, thì bên cạnh đó mình cũng aware, mình cũng lưu ý tới là những cái sản phẩm mới, đặc biệt là những anh chị nào mà đi theo cái hướng á, là xây dựng cái hệ thống của mình á, là từ sản phẩm, đi lên từ con đường sản phẩm. Mình biết là mình nghe rất là nhiều là ở kinh doanh Nu Skin thì đương nhiên có rất là nhiều cách để mà làm, tùy theo cái nào phù hợp với mình và cái nào mình làm mình thấy có kết quả thôi các anh chị. Đương nhiên cái nào mà có kết quả mình làm được và mình làm sao mà cái hệ thống của mình cũng duplicate làm được giống như mình, cái điều đó là cái quan trọng các anh chị. Không phải là mình chọn một cái đường hướng mà chỉ bản thân mình làm được không, mà cái đường hướng đó với cương vị khi mà mình đã có cái người ở dưới của mình á, hoặc là mình nghĩ xa một chút xíu là những cái đường hướng đó sau này những cái người trong hệ thống của mình cũng làm được giống như mình, cái điều đó mới là mấu chốt các anh chị. Thành ra khi các anh chị quyết định là đi theo cái đường hướng nào á, thì các anh chị phải xem là thứ nhất bản thân mình làm được, thứ nhất đương nhiên cái đó quan trọng, mình phải làm được trước. Nhưng mà cái thứ hai nữa là những anh chị trong hệ thống của mình thấy được cái cách đó có phải là cái cách để mà mình duplicate được ra hay không. Thành ra là như vậy. Thì mình thấy hai cái đường hướng chính các anh chị. Cái đường hướng thứ nhất á, mình gọi là top down, là mình nhắm từ xây dựng hệ thống và cái chủ lực mà mình đi tìm những cái người trong cái hệ thống của mình để xây dựng là từ nòng cốt đi ra là những người làm business, những người business builder. Cái thứ hai là cái cách mà mình đi, mình gọi là bottom up, là đi từ cái hướng sản phẩm đi lên, và cái đó hiện nay cũng là đang có một số nhiều anh chị là cũng có tạo được cái kết quả từ cái đường hướng đó, và cái đường hướng đó là tận dụng social media rất là hiệu quả. Mình đi từ cái hướng là sản phẩm đi lên thì đường hướng nào cũng được. Thì với cái sản phẩm các anh chị thì ở đây thì mình cũng muốn share xíu rất là nhiều cái sản phẩm. Mình có đây là cái sản phẩm True Face Essence Duet các anh chị, thì là một cái sản phẩm để mà giúp cho mẹ Quế khi mà nghe thấy cái sản phẩm này mẹ Quế rất là thích. Tại vì là về cái đường nhăn ở cổ các anh chị, cái sản phẩm mới này là về cái đường nhăn ở cổ ha. Nó sẽ là một cái để mà kết hợp với lại cái viên True Face, cái viên ngọc xanh của chúng ta đó, rất là hay. Rồi kế tiếp á, là mình có cái sản phẩm cho cái những cái ngày lễ sắp tới, thì cái sản phẩm này cũng đã được một số anh chị mình biết, là mình cũng đã biết cái sản phẩm này vào cái mùa lễ năm ngoái rồi các anh chị, là về trang, về make up nè. Mình có rất là nhiều make up từ đánh son rồi vẽ mắt rồi má hồng rồi này nọ. Mình xem coi là có những cái promotion, cái khuyến mãi như thế nào cho cái sản phẩm này ha. Cái kế tiếp là gift set mình sắp tới đây, là mình có là tháng 11 là Thanksgiving, rồi sau đó là Christmas, thì là mình sẽ có những cái gift set rất là tốt. Thì đây là về cái line là Epic. Đây là về cái lotion các anh chị, một cái cặp lotion mùi burst, như những anh chị nào mà xài essential oil đó thì các anh chị cũng biết là mùi burst là cái mùi mà cam chanh rồi này nọ, mùi citrus. Thì cái mùi này bản thân Quế cũng rất là thích. Thì đó là cái gift set như vậy, chỉ có ở Mỹ và Canada ha. Rồi thì là một cái tin nữa rất là vui các anh chị, trong tất cả những cái announcement Quế thích nhất là khi mà nghe được cái này đó, là các anh chị lưu ý là cái sản phẩm Agelock R Square mà mình thường gọi là R2 á, là hồi đó giờ mình mua là mình mua theo là bắt buộc là phải có cái băng ngày và cái băng đêm. Và cái này mình nghe cũng rất là nhiều cái feedback á, nhiều cái hỏi là khi nào mình có thể mua được riêng ra một cái ngày và một cái đêm. Thì cuối cùng bây giờ mình đã được chính thức rồi các anh chị, là bây giờ là R Square mình có thể mua riêng cái băng đêm không các anh chị. Và cái băng ngày á, thì là mình biết là băng ngày là cái Vitality đó, thành ra là đây là một cái tin cũng rất là vui cho chúng ta, để mà chúng ta cập nhật được thêm tin tức các anh chị, là bây giờ là ví dụ như một số người đó mà xài R Square mà họ chỉ có cái nhu cầu để thanh lọc tế bào vào buổi tối thôi, hoặc là ngủ ngon vào buổi tối, thì mình cũng có thể là giới thiệu cho họ R Square vào buổi tối. Hoặc là mình biết là cái chai R Square ban ngày á các anh chị, nó có tới 120 viên một chai, là có một số anh chị là không có xài hết 6 viên một ngày, hoặc là xài 3 viên hoặc 4 viên thôi. Thì là phần lớn các anh chị, bản thân của Quế cũng vậy, phần lớn là mình xài cái R Square ban đêm nó hết trước cái R Square ban ngày. Thành ra đây là cũng là cái dịp rất tốt để mà mình mua theo cái nhu cầu của mình mà thôi. Thì là bây giờ là mình có thể mua được cái R Square ban đêm ha. Rồi,
Ok, và cái sản phẩm mà như mới nói là cái nước uống năng lượng đó là cái Pulit đây, thì có cũng có những cái nó là từ natural caffeine, rồi nó cũng là những cái thông tin này các anh chị mình cũng có thể chia sẻ với lại cái người người khách hàng sẵn trong hệ thống của mình hoặc là người mình quen, thì là mình có một vài cái điểm chính về cái benefit nó là gì thì cũng rất là tốt các anh chị đó. Thành ra là đây là những cái thông tin mà mình có được, và Quế tin chắc là ở trên cái trang của công ty mình cũng có được những cái tin đó để mà mình lưu ý ha. Thì đó là những cái sản phẩm sắp để các anh chị be aware, và mình xem coi là khi nào mà chính thức phát hành. Hiện nay thì mình có cái Pulit đã ra rồi đó. Thì đó là những cái sản phẩm mới, nói chung là khi mà mình đi về cái này mình cập nhật thông tin các anh chị, thì đây là một cái dịp rất tốt. Mỗi khi mà mình có một cái sản phẩm mới là cái dịp rất tốt để mà mình gọi là gì ha, mình reconnect lại với những cái người customer trong hệ thống của mình mà lâu ngày rồi mình bận rộn mình không có dịp follow up với họ các anh chị. Đây là cái dịp rất tốt, mình xem nó giống như là một cái bình thường các anh chị, giống như là mình thích một cái nhà hàng nào đó ăn mà một hôm đó mình biết cái nhà hàng đó là đang ra một vài món ăn mới, thì một cái rất là tự nhiên là mình sẽ giống như là chia sẻ cái tin đó với những cái người mà mình biết cũng thích ăn cái nhà hàng đó. Thì cái này cũng như vậy các anh chị, đây cũng là một cái nguồn rất là tốt để mà chúng ta có thể là cái dịp mình reconnect lại với những người sẵn trong hệ thống của mình cũng như là những người mới. À, nếu mà mình biết thêm cái nhu cầu của họ, hoặc là ví dụ như cái sản phẩm True Face Essence Duet về cái cổ, mình biết có ai mà có cái phần cái cổ mà bị problem, đây cũng là một cái tốt để mà chúng ta có thể chia sẻ thêm. Thành ra đó là mình aware với lại những cái movement của công ty, những cái sản phẩm mới công ty có, thì là một cái tốt để mà chúng ta có thể tận dụng các anh chị để mà phát triển, cái kinh doanh của mình. Rồi, kế tiếp các anh chị là cái điểm hot kế tiếp ha. Rồi Quý sẽ ngừng lại một chút xíu xem coi có anh chị nào trên kho. Wow, càng ngày càng có nhiều anh chị gọi vào mà vẫn chưa thấy anh chị nào xung phong cho biết. Hình như hôm nay không biết những anh chị mà đi America's Convention đã về lại nhà chưa. Không thấy anh chị nào ở trên đây hết, có thể là vẫn trên máy bay bay về. Ok. Rồi, một cái tin cuối cùng nữa các anh chị, là cái tin mà hot nhất mà Quế cũng rất là excited bây giờ, và là một trong những cái tập trung chính của Quế bây giờ, là chúng ta đều biết là trong cả gần mấy tháng nay rồi mình nói rất là nhiều về cái sản phẩm mà hot nhất sắp ra ở đây á, là sản phẩm AgeLOC Me các anh chị. Sản phẩm AgeLOC Me là một cái sản phẩm mới chủ lực mà những anh chị mà đã nghe qua sẽ thấy là cái tiềm năng rất là lớn, đặc biệt là nếu chúng ta tập trung mà chúng ta xây dựng cái hệ thống của mình theo cái hướng là top down, là về đi xây dựng hệ thống các anh chị. Mình nhìn ở đây á, với sản phẩm AgeLOC Me thì những anh chị nào mà đi cái America's Convention sẽ thấy là mình có một cái section của công ty về AgeLOC Me các anh chị, cũng như là mình có một cái section vào ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thì mình cũng có một cái section của OTG nói về sản phẩm AgeLOC Me, rồi sau đó tập trung là về từ sản phẩm so sánh cái giá tiền của sản phẩm AgeLOC Me so với một số cái brand về skincare bên ngoài như thế nào, và mình và với công ty á, là họ xem AgeLOC Me một cái điều rất là hay, quá thấy á, họ không có xem AgeLOC Me là một cái product không các anh chị, mà người ta dùng cái chữ là một cái platform ha, là một cái nền tảng á, mà họ là cả 10 năm roadmap các anh chị, từ đây cho tới năm 2026, và họ có những cái biến chuyển như thế nào để có xem coi có còn cái trang đó hay không ha. Nó là một cái platform mà để mình cho thấy là công ty họ đầu tư, họ nhìn xa các anh chị, chứ không phải chỉ cái vấn đề là họ launch ra là chỉ tới bây giờ là hết đâu các anh chị. Thành ra là mình sẽ thấy giống như là mình cứ liên tưởng, nếu mà mình nói Nu Skin là Apple of the anti aging á, industry á, thì mình thấy rất là rõ, mình thấy nó tương tự giống như là cái chiến lược mà Apple đưa ra với iPhone các anh chị. Mới đây là Apple là đưa ra iPhone 7. Mình xem lại là iPhone 7 ngày hôm nay với lại cái iPhone đầu tiên ra mười mấy năm trước như thế nào, thì mình nhìn thấy được là với AgeLOC Me nó cũng tương tự như vậy các anh chị. Để xem coi có cái trang nào là về cái platform ha.
Trời, Quế không thấy trên đây. But anyway, thì là mình thấy ví dụ như là một trong những cái tin mà Quế vui đó là tháng 1 khi công ty ra full launch á, thì cái sản phẩm AceLock Me bây giờ mình biết đó là xài bằng pin các anh chị, xài bằng pin. Và tháng 1 sắp tới là cái version upgrade đó là mình sẽ có cái dây điện để mà cắm vô để mà chạc điện cái hàng cái nàng mi của mình. Đó đó là một cái upgrade rất là hay, thay vì mình phải mua pin mình thay như vậy thì là mình có một cái upgrade từ từ, nên mình thấy là từng cái version của thằng mi á càng ngày nó sẽ càng upgrade rất là nhiều, rất là hay các anh chị. Thì sản phẩm AceLock Me đó thì giá tiền mình cũng được thông báo chính thức á, thành ra là bây giờ có thể là đã được cái pricing chính thức để mà mình biết được, để mà mình có thể ngồi xuống mà mình phân chia và mình plan cho cái hệ thống của mình như thế nào, cũng như là mình hướng dẫn những anh chị mới đó làm sao để mà tận dụng được cái đợt launch sắp tới để mà có thể là gây dựng được một cái hệ thống thật là vững, thật là mạnh, và cái cốt lõi nhất á, là có được tiền commission nhiều nhất, cũng như là trong hệ thống của mình là có được những cái người chất lượng cùng làm cái kinh doanh này với mình các anh chị. Cái đó là cái bottom line. Thì mình có với sản phẩm AceLock Me thì mình có ba cái đợt chính các anh chị. Cái đợt thứ nhất, đúng ra là hai đợt chính, gọi cái đợt thứ nhất mình kêu là pre-launch, là chỉ có những người nào mà có code á, thì mới là mua được cái sản phẩm này thôi. Thì trong cái giai đoạn pre-launch á, là một cái dịp rất là tốt để mà chúng ta tập trung, là chúng ta đưa những cái code đó cho những cái người đối tượng mà làm kinh doanh nhiều hơn là đối tượng mua hàng chỉ xài sản phẩm. Thì cái đợt pre-launch á, mình có là từ ngày 15 tháng 12, tháng 11 cho tới ngày cho tới ngày 10 coi coi ngày mấy đây. Ngày 15 tháng 11 cho tới ngày 7 tháng 12 các anh chị. Thì là mình có cái pricing bây giờ là chính thức á, là 385 đồng một cái bộ. Thì nó cũng giống như là một cái bộ package của mình bây giờ thôi các anh chị. Và mình được là 350 điểm. Một cái mà Quế biết được, Quế rất là thích đó, là họ nói là sell buy, coi như là mình mà có, ví dụ như mình có code đó, mà cứ mỗi mỗi một cái code thì công ty họ biết được cái code này là link với account nào. Mà nếu mà mình có được 3 code đó mà order trong cái thời gian pre-launch á, thì công ty sẽ cho mình một bộ free các anh chị. Một cái free chứ, một cái AceLock Me free. Hiện ta nói ngắn gọn là sell 3 get 1 free, không cần biết cái code đó mình phân phối như thế nào các anh chị. Và cái code đó là từ Executive, Gold và Lapis á, thì mỗi một người sẽ được là 6 code, và mỗi một code sẽ mua được một cái AceLock Me. Và từ Ruby trở lên á, thì mỗi một người á, sẽ là 12 code, và một code là cũng sẽ là một bộ AceLock Me. Có nghĩa là những anh chị nào á, mà muốn tham gia vào cái pre-launch này á, muốn có code trong tay á, thì cái tối thiểu mình phải đạt được, mình biết là phải thành Executive hoặc là phải maintain được cái vị trí Executive trong tháng này các anh chị. Và mình có thời hạn là từ đây cho tới ngày 31 tháng 10. Thì cái đó là cái minimum mà mình hiểu để mình có code. Cái chính là gì? Mình muốn tham gia vô cái pre-launch thì mình biết tham gia vô pre-launch thì cái điều kiện là mình phải có code. Vậy thì muốn có code thì mình làm sao? Bản thân mình chưa thành executive thì thành executive. Thành executive rồi thì make sure là mình maintain được cái status executive đó. Còn khi mà mình đã lân hơn thêm một nấc, có nghĩa là trong hệ thống của mình cũng có người executive rồi, thì mình hỗ trợ cho những người đó, hoặc là trong hệ thống của mình cũng có người đó, thì mình hỗ trợ cho những người nào mà cũng muốn tham gia trong cái đợt pre-launch này để họ thành executive, để họ có thể maintain executive. Và một cái nấc cao hơn nữa là những anh chị nào mà đang ở Lapis hay Gold đó, một cái incentive nữa, nếu mà họ muốn có nhiều hơn code đó thì họ phải hỗ trợ trong cái hệ thống của họ để sản sinh ra thêm executive, bởi vì từ Ruby trở lên thì được 12 code, và từ executive tới Lapis thì là 6 code. Thì cái đó là cái phần code. Rồi mỗi một code như vậy là được mua một bộ AceLock Me là 385 đồng. Mà cái hay, nếu như mà mình phân phối được hết, cứ mỗi 3 code mà mình phân phối đó thì mình sẽ được một cái AceLock Me free các anh chị. Có nghĩa là những anh chị mà là executive cho tới Lapis mình có 6 code tổng cộng, phải không? Có nghĩa là nếu mà mình phân phối được hết 6 code đó đó trong tháng 11, thì code sẽ được phát ra là vào đầu tháng 11 để mà mình tham gia vào cái pre-launch là vào ngày 15 tháng 11. Thành ra nếu mà tháng 11 á, từ ngày 15 tới ngày 30 đó, một cái đặc biệt của AceLock Me kỳ này và hấp dẫn cho chúng ta hơn cái đợt LTO của AceLock Youth vào năm ngoái đó, là mình gọi là Guarantee Inventory.
Có nghĩa là khi mà mình có code trong tay á, là mình đảm bảo mình sẽ mua được cái Ace Me đó nếu mình đặt order. Đương nhiên là nếu mình đặt order các anh chị, chứ không có giống, nó không có kiểu như là có nhiều cái thử thách như năm ngoái, là rất là nhiều người chúng ta mình biết là những anh chị nào mình vo biết là mình có code, nhưng mà mình cũng phải là rất là stress để mà mình lên online mình mua mà against với lại mọi người, tại vì là nó limited inventory, có code trong tay vẫn chưa chắc là mua được cái Ageless Youth vào năm ngoái. Và rất là nhiều anh chị là cũng bị tổn thất là tại vì có code trong tay mà không mua được. Nhưng mà với đợt launch kỳ này nó khác các anh chị. Nó exciting hơn và mình có nhiều cái power hơn để mình biết á, cái volume của mình là bao nhiêu dựa trên cái code mà mình có cho bản thân mình và hệ thống của mình. Thành ra là cứ mỗi ba code mà mình phân phối ra, không cần biết cái ba code đó là phân phối cho ai, các anh chị công ty không có quan tâm cái điều đó, miễn sao là cái code đó có đặt order thì là cứ mỗi ba code là mình được một cái Me Free. Có nghĩa là mình mà có 6 code á, thì mình mà phân phối ra được hết 6 code thì mình sẽ được là hai cái Me Free. Và mình có 12 code thì có nghĩa là mình có thể có được là up to là 4 cái Ageless Me Free các anh chị. Cái đó là một cái incentive rất là lớn cho chúng ta để mà tham gia vào cái chương trình này. Đó. Rồi đó là cái đó là cái là từ tháng 11 ha. Và nếu như mà mình xài hết những cái code mà mình được cho vào tháng 11 á, chỉ có khi nào mình xài hết code các anh chị vào tháng 11 á, thì tháng 12 công ty sẽ tiếp tục đưa code cho mình nữa. À, cái này là cái Quế cũng thấy là cũng là một cái động lực rất là tốt cho mình. Ví dụ như mình mà được 6 code đưa cho mình tháng 11, nếu mà mình không phân phối được hết 6 code đó trong tháng 11 đó, thì tháng 12 là mình sẽ không có được có code mới. Có nghĩa là mình bị limit lại cái sức phát triển của mình cho cái tận dụng qua cái Ageless Me này. Thành ra các anh chị là một cái nguồn động lực rất là lớn, mình phải sử dụng hết code vào tháng 11 các anh chị, để mình có thêm cái lượng code mới vào tháng 12 và cái tuần đầu tiên của cái đợt pre-launch là ngày 1 tới ngày 7 tháng 12 các anh chị ha. Thì đó là về cái Ageless Me, về cái việc mình phân phối và bottom line là gì, là chúng ta có tháng này là chúng ta cái hay nhất mình gọi là mình đặt set cái goal cho mình trong cái đợt launch này là nó bottom line lại là nó tỷ lệ thuận với cái lượng code mình có trong hệ thống của mình các anh chị. Rồi, và cái lượng code thì là nó sẽ từ đâu ra? Từ số người executive trở lên trong hệ thống của mình. Thành ra là mình biết như vậy là mình biết mình muốn có bao nhiêu code, có nghĩa là mình muốn có được cái volume là bao nhiêu. Ở cái đợt pre-launch này thì từ cái volume đó mình biết một cái bộ Ageless Me là 350 điểm. Mình muốn có volume bao nhiêu thì mình sẽ biết được là mình cần có bao nhiêu code, cần có bao nhiêu cái device của Ageless Me mình phân phối. Và từ đó mình sẽ coi như work dần lại là mình sẽ phải cần bao nhiêu người executive các anh chị. Thì cái đó là cái cách mà mình tính toán cho cái đợt pre-launch của Ageless Me. Rồi thì là chuyển qua tới và một cái nữa là cái cartridge, là cái refill các anh chị. Khi mà mình nói với mình nói ở đây á, là mình thấy là với Ageless Me á, là cái business nó nằm ở chỗ không phải là mình bán được bao nhiêu cái Ageless Me hoặc mình phân phối được bao nhiêu cái Ageless Me qua cái đợt pre-launch, mà là ở cái chỗ mình kêu là cái residual income, là ở cái cartridge, phải không các anh chị? Mình biết là cái cartridge là cái refill hàng tháng á, là cái mình xài hàng tháng, cái tiền chi phí của người ta hàng tháng á, thì cái giá tiền rất là hấp dẫn. Là cái chương trình ADR là mình có hai cái option, hoặc là 99 đồng một tháng hoặc là 149 đồng một tháng, tùy theo cái option nào mà mình chọn. Và với cái chương trình ADR là 20% điểm đó, thì mình nói với họ là cứ mỗi 6 tháng là họ được một cái refill for free. Thì cái đó là một cái mình nói ra thì nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Nó thay vì mình chỉ nói là 99 đồng một tháng thôi là đã hấp dẫn rồi, nhưng mà cứ nếu mà mình tham gia, mình xài cái này thường xuyên thì cứ mỗi 6 tháng là mình được refill một lần for free, thì nó càng hấp dẫn hơn nữa các anh chị. Rồi tiếp theo là qua tháng 1 năm sau, là ngày 10 tháng 1 là ngày full launch. Có nghĩa là cái đợt pre-launch này á, là các anh chị tận dụng để mà mình có thể là có thật là nhiều người trong hệ thống của mình á, là người ta có được cái Me trong tay, người ta xài, người ta trải nghiệm, và người ta sẽ là những người đi chia sẻ về cái sản phẩm Ageless Me để mà thu hút một cái lượng người vào với cái hệ thống của mình cho cái đợt full launch anh chị. Đợt full launch chính là khi mà tất cả mọi người đều có thể mua được Ageless Me. Thì cái giá tiền của đợt full launch cũng giống như là pre-launch, cũng 385 đồng, cũng là 350 điểm các anh chị PV.
Nhưng mà cái đặc biệt á là với từ tháng 10 mà cái full launch á thì mình sẽ có cái chương trình gọi là buy 3 get one free. Có nghĩa là bất cứ cái account nào mà mua ba cái bộ Ace Lock Me á thì sẽ được include một cái bộ Ace Lock Me thứ tư for free. Nó tương tự với cái buy 3 get one free hiện nay mà mình có, nhưng mà cái điểm hấp dẫn hơn á là Quế đã được confirm rồi, cái điểm hấp dẫn hơn á là mình biết cái buy 3 get one free hiện nay á là chỉ có được lần đầu tiên thôi các anh chị, phải không? Là cho những cái account mới trong vòng 30 ngày mà mình đăng ký. Nhưng mà cái Ace Lock Me này ở cái đợt full launch vào tháng 1 á là xài hoài cũng được các anh chị, cứ mỗi 3 bộ thì sẽ được một bộ thứ tư free, một cái Ace Lock Me thứ tư free. Thành ra cái này sẽ là một cái rất là hấp dẫn cho rất là nhiều người, để mà người ta khi mà người ta mua giống dạng như là mua sỉ in a way đó, thì là buy 3 get one free, coi như là xài bao nhiêu lần cũng được hết, không có nhất thiết phải là account mới cỡ chị. Mình xài tháng này, tháng sau mình mua ba cái mình cũng được một cái thứ tư free. Cái đó là một cái rất là hấp dẫn. Thì như vậy nếu mà mình tính ra đó, thì mình tính ra như vậy đó là nếu mà 385 đồng mà là buy 3 get one free, có nghĩa là đó là tính ra là chỉ có 289 đồng một bộ thay vì là 385 đồng một bộ. Nếu mà mình mua một lúc là 3 bộ mà mình được bộ thứ tư free thì ra là đó một cái giá tiền rất là hấp dẫn. Rồi mình trừ ra cái tiền cartridge á, thì thật sự ra một cái máy Ace Lock Me á, chỉ có 190 đồng thôi. Nếu mà mình phân tích về giá tiền cho người ta the xem á thì nó rất là hay các anh chị. Thì đó là những cái mà mình thấy về cái Ace Lock Me như vậy. Thì cái điều mà mình làm từ đây cho tới cái đợt full launch như thế nào thì như Quế nói đó là mình tháng này là cái tháng mình vừa tập trung tiếp tục để mà cho ra executive để mà có code, đồng thời là mình bắt đầu mình lấy cái pre-order qua cái pre-order form các anh chị, để mà mình có thể mình biết cái lượng mình plan là cái lượng phân phối như thế nào, và mình đặt cái mục tiêu các anh chị là tất cả những cái code mà mình có được vào tháng 11 á mình phải phân phối được hết, phải có order hết thì tháng 12 mình mới tiếp tục có được code. Thì đó là cái strategy mà gọi là overview là như vậy. Đương nhiên là hệ thống của mỗi anh chị đó thì nó có những cái cụ thể khác nhau, và sẽ tốt nhất là các anh chị tư vấn với cái người upline gần nhất của mình á, cái người upline leader gần nhất của mình, để mà có thể hướng dẫn thêm các anh chị cụ thể như thế nào, hoặc là nói chuyện với người account manager của mình các anh chị. Tại vì là họ sẽ là những người có kinh nghiệm, họ sẽ là những cái người mà hiểu biết nhiều đó, để mà giúp cho mình coi coi là với cái tình trạng hệ thống của mình đó, thì làm cách nào để mà mình được cái tiền, được cái coi như là tốt nhất qua cái đợt pre-launch này ha. Thì đó là một số cái Quý muốn chia sẻ. Thì mình cũng chỉ còn lại là 7 phút nữa là hết cái call ngày hôm nay đó. Thì Quý xem nếu mấy anh chị nào có những cái câu hỏi hoặc là có những cái gì muốn thảo luận thêm, các anh chị cứ tự nhiên bấm số 5 và dấu hoa thị ha. Để Quý check coi ở trên radio cũng có nhiều anh chị nè mà không thấy anh chị nào tham gia hết. Ok, rồi thì đó là những cái mà mình nói về về những cái điểm chính mà Quế tóm tắt từ cái America's Convention. Bên cạnh đó là những anh chị nào mà có đi tham dự cái buổi training của Team Leading Nguyễn vào ngày Chủ nhật đó, thì các anh chị cũng được học hỏi thêm một số những cái technique, một số những cái thêm vào cái chương trình DAP đều đặn như thế nào, để mà mình có thể tận dụng cái cách chăm sóc khách hàng, để mình có thể tận dụng thêm mình làm cái công việc này. Thì mình cũng có rất là nhiều cái action từ cái lớp huấn luyện đó, thì các anh chị cũng có thể là xem lại để mà mình tận dụng như thế nào. Thì được học hỏi rất là nhiều từ một cái event như vậy các anh chị, một cái chuyến đi có thể nói là học được rất là nhiều và rút ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm để mà mình trở lại, khi mà mình về lại đó là cái đi sự kiện là cái mình tiếp thu các anh chị, nhưng mà tiếp thu có lửa không không đủ không các anh chị, cái quan trọng là cái mình biến những cái mình học được mình truyền lại cho hệ thống như thế nào, mình motivate hệ thống của mình đẩy hệ thống của mình được cái kết quả các anh chị. Thật sự ra với cái bất kỳ cái công việc nào cũng vậy, cái result là cái cuối cùng là quan trọng nhất. Nói gì thì nói, cái quan trọng của mình vào đây là mình khẳng định là đây là một cái công việc kinh doanh nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nó tất cả mọi người chúng ta vô đây cái chính nhất là mình muốn
nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình muốn thay đổi cuộc sống của mình muốn có những cái hoài bão mà hiện tại công việc hiện tại của mình không có làm được, thì mình làm cái công việc này là để gì? Để mà mình đạt được những cái ước mơ đó các anh chị, và cái ước mơ đó nó sẽ không thành thật nếu mà mình không tạo ra được kết quả, mình không có take action, không kết quả nó tới từ cái action và cái vision với nhau, nó đan xen với nhau các anh chị. Vision không thì cũng không được, mà action không mà không có cái vision nó thì nó cũng không có, nhiều khi nó cũng rất là uổng cho mình. Ok, rồi thì tóm tắt lại bây giờ Quế ngưng một chút xíu, còn 5 phút cuối ha. Các anh chị nào mà có cái câu hỏi hay là có những cái điều gì các anh chị muốn góp ý đó, hoặc là trao đổi, các anh chị cứ tự nhiên bấm số 5 và dấu hoa thị ha. Hello cô Tước, hello chị Mary, hello anh Sony. Lên đây làm gì? Ok, rồi thì tóm tắt lại đó là ở cái chương trình America's Convention này, những cái điểm chính như lúc nãy giờ Quế chia sẻ đó là cái success trip các anh chị, và bây giờ là một cái thời điểm rất là tốt tại vì mình đang ở đứng đầu của một cái chu kỳ là 6 tháng đó. Thành ra mình lập ra ngay cái kế hoạch như thế nào để mình đạt được, thật sự ra quay qua quay lại là hết 6 tháng các anh chị. Thành ra là mình nói Iceland các anh chị ha, một cái nơi rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Thành ra cái chuyến đi đó nhất định là Quế sẽ có mặt. Rồi, mình nói về Iceland, mình nói về là tận dụng social media các anh chị, mình có rất là nhiều cái chia sẻ, rất là nhiều cái huấn luyện có ý nghĩa và hữu ích cho các anh chị. Mình nói về những cái sản phẩm mới sắp ra của công ty nè. Và cái cuối cùng là cái điểm cuối cùng mình nói về AceLogMe, là cái coi như tập trung chính và cái coi như là cái gọi là mà cái sản phẩm chủ lực mà công ty cho thấy là sẽ là cái sản phẩm, một trong những sản phẩm chủ lực mà đưa công ty từ 3 tỷ Mỹ Kim hiện nay đến 10 tỷ theo cái mục tiêu công ty đề ra từ đây cho tới năm 2020 các anh chị. Và với Nu Skin thì họ cũng phải làm những cái homework rất là nhiều, họ có được cái tự tin là tại sao AceLogMe là đẩy họ lên được là 10 tỷ, và mình đi theo cùng cái làn sóng này thì là một cái coi như là thời điểm các anh chị, again thời điểm là mình vào đúng cái thời điểm như vậy, ai cởi đầu ngọn sóng thì người đó sẽ được cái điều nhiều cái điều tốt đẹp hơn để mà trong cái công việc mình xây dựng cái kinh doanh này. Rồi, ok, rồi còn lại 3 phút cuối, nếu mà không có anh chị nào đặt câu hỏi hay là thảo luận gì cả thì tôi cũng xin kết thúc cái call ngày hôm nay ha. Thì một lần nữa rất là vui gặp lại các anh chị trên call ngày hôm nay, và đặc biệt là sau một cuối tuần dài và có rất là nhiều cái chương trình khác nhau ở Utah mà vẫn thấy nhiều anh chị lên call ngày hôm nay. Cái điều đó cũng rất là vui, và cảm ơn các anh chị đã dành thời gian lắng nghe cái chương trình của Quế, và chúc tất cả các anh chị một buổi tối thật là tốt đẹp, một cái tuần lễ thật là tràn đầy năng lượng và đạt được rất là nhiều kết quả, và là cũng một cái dịp mình cũng là còn những cái ngày đầu tuần đó để mà mình có thể revise lại, xem lại cái mục tiêu của mình cho tháng, cũng như là những cái điều gì mà mình học được, rút ra được từ cái America's Convention có thể giúp cho chúng ta đẩy mạnh hơn để mà đạt được cái mục tiêu của tháng này tốt hơn các anh chị, và đạt được thật là nhiều điều tốt đẹp, chuẩn bị cho những cái điều thật là hay mà công ty sắp ra cho chúng ta. Rồi, xin chào cả nhà và chúc mọi người ngủ ngon ở Mỹ cũng như là ở những nơi khác, những cái thời gian thật là tốt đẹp, và hẹn gặp lại vào lần sau nha. Ok, xin chào.